Cách sử dụng chiếc két sắt bo pha nhập khẩu thông minh Đầu tiên để mở được chiếc két sắt này ra thì chúng ta sẽ đặt vân tay vào cái phần hiển thị vân tay ở đây Trong khi màn hình hiển thị chưa open chúng ta xoay tay nắm sang bên phía bên tay phải Là chúng ta đã có thể mở được chiếc két sắt ra ngay rồi Để các bạn có thể cài đặt được vân tay của chiếc két sắt này thì chúng ta sẽ ấn vào nút cài đặt ở phía sau Kế tiếp đến là các bạn sẽ ấn phím số 2 Sau đó chúng ta đặt vân tay mà chúng ta muốn cài đặt vào Các bạn đặt khoảng 4 lần Thế là chúng ta đã cài đặt được vân tay thành công Các bạn ấn phím nút sao để thoát chế độ ra Sẽ tối màn hình luôn Để ví dụ chúng ta có thể thêm được vân tay nữa Thì các bạn lại quay ra phía sau phần cánh cửa Sau đó chúng ta lại ấn vào nút uh, reset này một lần nữa Nút cài đặt một lần nữa Các bạn lại ấn vào phím số 2 để cài đặt vân tay tiếp Kế tiếp đến các bạn xem chia sẻ thêm vân tay của người mà mình chúng ta muốn cài vào Hoặc là ngón tay thêm mới mà chúng ta muốn cài vào các bạn ấn giữ 4 lần Vậy là chúng ta đã cài được, được vân tay số 2 Và tương tự như vậy các bạn cũng làm theo các bước như vừa rồi là chúng ta có thể cài được thêm nhiều vân tay nữa khác nhau Và lưu ý để chúng ta có thể mở được kết sắt nhanh nhạy và dễ hơn Thì một ngón tay các bạn có thể cài đặt làm nhiều lần Thì việc mở trong quá trình về sau sẽ được dễ dàng và nhanh chóng hơn rất là nhiều Bước tiếp theo nữa là bước cài đặt mật khẩu. Thì để cài đặt được mật khẩu, chúng ta lại ấn vào nút di nút cài đặt ở phía sau tiếp. Tiếp theo nữa là chúng ta ấn phím số 1 để chúng ta có thể cài đặt được mật khẩu. Bước tiếp theo là chúng ta nhập cái mật khẩu mà chúng ta muốn sử dụng vào. Giả sử mình muốn dùng mã số là 147258. 3, sau đó mình kết thúc bằng nút thăng để hoàn thành vì đây là mã bảo mật của mình. Vậy là chúng ta đã cài đặt được mật khẩu thành công. Để thoát chế độ ra thì chúng ta ấn nút sao để thoát hết ra. Và bây giờ chúng ta hãy thử lại các cái thao tác như vừa rồi. Ví dụ như kết vừa rồi là mình sử dụng cài đặt vân tay, mình chưa từng cài ngón út này. Khi mình đặt vào thì màn hình sẽ báo lỗi euro bởi vì là mình đã không dùng chính cái vân tay của mình đã cài đặt mở cho chiếc kết sắt này nó không đúng vân tay sẽ báo euro và sẽ không mở được ra nhưng sau khi mình đặt ngón trỏ này chính là cái ngón mình vừa cài xong thì màn hình sẽ hiển thị chữ Uber ngay rất là dễ mở và thuận tiện đây là phần cách mở thứ nhất và mình thử chế độ thứ hai đó là chế độ điện tử thì mình đầu tiên muốn mở các ra bằng điện tử thì các bạn ấn nút thăng kế tiếp đến chúng ta nhập mật khẩu điện tử mã vừa rồi mình cài là một bốn bảy hai năm tám ba thì mình nhập cái mật khẩu mà mình vừa cài vào sau đó mình kết thúc một nút thăng tiếp thì màn hình hiển thị chữ open chúng ta lại xoay tay nắm sang bên phải lấy chung là thế là chúng ta đã mở được chiếc két sắt ra ngay rồi và nó còn một tính năng nữa rất là hay nó gọi là tính năng mở kép thì chúng ta có thể sử dụng cả vân tay kết hợp với điện tử đồng thời cùng kết hợp với nhau cùng một lúc thì mới mở được cái két sắt này ra thì để set up được tính năng này thì rất đơn giản chúng ta lại quay ra phía sau để chúng ta ấn vào nút cài đặt tiếp Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ ấn phím số 5. Ở đây nó ghi là một hoặc hai một tức là mở đơn, chúng ta có thể mở kết ra hoặc bằng vân tay hoặc bằng điện tử. hai là chúng ta phải mở kết kết hợp cả hai. Như ở đây là mình chọn số 2 bởi vì mình muốn kết hợp. Khi mình mở ra mình phải có cả vân tay và có cả điện tử thì mới mở được kết ra. Vậy là mình đã cài đặt được set được hai chế độ xong. Để thoát chế độ chúng ta ấn nút sao Ví dụ như bây giờ mình mở muốn mở két sắt dày ra nhé Mình sẽ đóng két sắt lại Và bây giờ mình sẽ mở két ra Đầu tiên mình sẽ đặt vân tay vào Đó Mặc dù là nó sẽ không thể thị chữ open luôn Bởi vì mình cài thêm cả mã số nữa Thì mình giờ mình nhập mã số vào 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3 Mình phải nhập cả mật khẩu nữa Đấy Thì đây được gọi là tính năng bảo mật kép Và là bảo mật hai lớp luôn và sau khi mình đã cài đặt như này rồi thì nếu như chúng ta mà muốn xóa hết tất cả các cái thông tin như vừa rồi để chúng ta cài đặt mới từ đầu thì các bạn có thể ấn giữ vào cái nút ở đằng sau đây này tầm khoảng 5 giây thì màn hình thể chỉ lên chữ chữ ô như này ấy, thì là vân tay sẽ bị xóa hết và mật khẩu điện tử sẽ bị xóa hết Rồi và sẽ reset về mã đầu tiên và trong quá trình khi mà chúng ta đã xóa hết tất cả vân tay với cả mã số đi rồi thì các bạn nên dùng thao tác là chúng ta cài đặt lại luôn. Bởi vì khi mà chúng ta xóa đi như vậy thì vân tay nào cũng đều mở được ra được hết. Ví dụ như bây giờ mình mở két ra bằng một cái ngón út mà mình chưa từng cài nhé. Thì mình sẽ hiển thị chiếu Open ngay. Nên các bạn sẽ phải cài đặt mật khẩu với cả vân tay điện tử vào luôn.